Chú đang đi chợ, chú đang nấu món gì vậy? Đang là lạp xưởng. Xưởng hả? À, đang là lạp xưởng, đang lấy gà rồi để trưa ăn cơm. Không, đưa mấy chú mấy bình gà chú nấu chưa? Còn hả? Ba bốn năm ngày đêm à? Còn có 3 ngày đêm nữa là tính bắt đầu tách khỏi chế rồi. Chú ăn kẹo không? Không ăn kẹo. Chắc có lấy không? Không đâu. Chú có áo quần con đem nhiều chú lấy không? Có cái áo giờ, áo giống đó không? Giống cái áo đó gần giống vậy. Cái áo này nè. Cái áo giống vậy hả? Gần giống vậy. Màu đen cũng được. Màu đen cũng được, màu xám cũng được. Màu đen ấy hả? Qua đưa cho chị kia áo giống vậy. Dạ, giống vậy nhưng mà có cái đồ đội trên đầu để có che lỗ tai rồi. Đi chợ nữa hả? Chợ. Hôm nay đi chợ nữa hả? Chợ. Áo kiểu giống vậy hả? Em được, quần cũng được luôn, quần cũng giống vậy được luôn, nhưng mà phải quần trai á, nó bán ở trong, nhưng mà nó bán ở trong ở Walmart á. Nó biết có chợ Walmart. Chú mặc size số mấy? Medium lát cũng được, medium. Không, đi nó medium. Có size 3, con trai là 30. Đúng rồi 30, 29, 28, 30 đi 30. Nhưng mà ở chợ Walmart đường buýt nè, dài lên đó là có cái chú mà tròn, cái chú kia mà cái chú mà đẩy xe lăn á, sáng không có lại đây hả? Mỗi lần nó có xe lăn qua đây, nhưng mà ở bên đó rồi. Bên đâu? Nó ở bên nó đang ở bên bên chỗ dài dài đây nè, chỗ hai tô á, biết hai tô không? Không. Dài dài đó đó là mang góc bên đường hả? Cái ngay dài dài đường ngay chỗ vua kho bò không? Vua kho bò ngay chỗ bán kho bò á, chỗ 168 kho bò vậy á. Dài dài gần Phước Lập Thọ á, đi dài theo nó đang ở bên đó đó. Khúc bên đó đó nó để cho gì cho đồ hả? Áo quần đó, mấy cái áo còn mấy áo giống như chú vậy nè, chú lấy không? Nó bệnh á, có giống vậy hả? Cho một cái cũng được, nhưng mà đừng có số chữ. Đừng có số chữ hả? Đừng có số chữ, nếu có thì một cái cũng được. Có mấy áo thun để lại xong lại lấy cho để coi có không thì cho một cái. Cho một cái cũng được, áo này nó bị giãn rồi. Nè, cái áo kiểu dày màu nè, không có chữ nè, đẹp không? Có lý không? Mấy cái không? Nè. Mà nó có nút không hả? Cái cũng được, cái này được không? Cái này có nút không? Có nút luôn. Cái nào cũng nút hết, tao bận này đi. Cái này có bận này được không? Cái này thôi cũng được. Nè, cái này đẹp nữa nè. Được rồi. Cái rồi, coi dạ, trộn kén chọn lắm. Cảm ơn. Cái thôi hả? Nè, con gửi cho cô kẹo. Kẹo xin canh đi, con gửi cho con. Cảm ơn, quen. Đây cái thôi hả, không lấy nữa hả? Cái rồi, đây gần về ôm thôi. Ok. Đâu, ảnh đâu rồi? Bữa nó không có ăn cho bà nè. Cảm ơn. Chú ơi, cái này nó không có con bỏ cái mớ. Kẹo xí candy. Kẹo. Chocolate. Thì nói vậy cô biết không? Hả? Cô ở Việt Nam nó xí candy là cô không có biết. Không biết hả? Kẹo cô ở Việt Nam cô qua mấy tháng cô về đâu, tháng 10 cô về lại rồi. Vậy hả? Cô tháng 10 cô về lại về đâu? Cô ở Đồng Nai. Đồng Nai hả? Con ở Tiền Giang. Dạ. Ủa mà sao cầm áo vậy? Cho chú mà chú lấy cái hả? Rồi đi tìm cái chú xe lăn á, đừng giờ con phải chạy vào bển đường kiếm chú, tại hổm chú xin mấy cái đồ với mấy cái quần á. Có cái thằng kia mà. Xe lăn không đâu đâu. Cái thằng kia nó hay nó lườm cái bao nó bỏ đây cái xe, có thấy mặt đồ cũ lắm á. Mà ông đi đâu mất tiêu rồi. Thằng nó ốm lắm, có cái nào nhỏ không để đây cái nào nó. Cái này không có ốm, cái này bự. Không, có cái thằng kia người nó ốm rồi nó có cái nhỏ à. Không, nó sai này nó bự mà bò rộng thì bằng vô cũng được. Không, mày gọi thằng nó ốm sợ nó không chịu. Cái ốm thì cái có mấy cái màu. Có cái bao nổi quá. Ô nó mặc để hồi đưa cho nó cái mặc lại ít bữa nó bay nó dơ, cái thằng nó mặc đồ hết cả năm tháng rồi chưa thay nữa. Vậy hả? Cái này thằng bị ý rồi nó cùng á. Còn cho cái này cho nó đó đi chạy rộng cũng được. Nó sao mà biết không, mà cho nó không chịu thay rồi mà đưa giờ. cái trắng nó bao giờ mà chạy qua tìm cái chút biết là qua hướng bên này nè, qua phía cái bên đó cái đèn đỏ là đi bộ tới chút xíu là có gần bên tay phải hả? Bên tay phải là gần cái nhà thờ trong đào ở đó có thấy đó. Ý là có thờ đền thờ đào á. Không phải cái chú mà đẩy xe lăn hôm kia ông xin. Nhưng mà đi qua đó là nhiều chủ lắm. Ở không lại đây á. Hai con đi về. Con đi vậy?
Nghe ba.